Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi New và hãy cùng chúng mình cập nhật thông tin mới nhất của tập ngày nhé. Bận rộn với đám cưới, Duy Mạnh không có thời gian là áo cạo râu. Cùng vợ sắp cưới đi thử váy, người hâm mộ phát hiện ra Duy Mạnh xuống sắc không phanh. Theo thông báo, 9 phần 2 sẽ là ngày mà Duy Mạnh và Quỳnh Anh tổ chức đám cưới, cặp đôi đã lên kế hoạch chuẩn bị mọi thứ từ nhiều ngày trước đó, từ lên danh sách khách mời, sắm sửa đồ cưới. Có lẽ, vì quá mệt mỏi vì nhiều thứ cần sẵn sàng cho ngày trọng đại, nên Duy Mạnh xuống sắc hơn hẳn trước kia. Trong những hình ảnh vợ chồng Duy Mạnh đi thử váy cưới đặt làm riêng, người hâm mộ nhận ra, rằng trông nam cầu thủ có vẻ khá đối sức, anh chàng mặc nguyên một chiếc áo nhỏ nhĩ, cười không dạng dỡ như bình thường. Duy Mạnh hạnh phúc nhìn vợ bên cạnh chiếc váy cưới, sẽ, được mặc trong ngày trọng đại. Một là cầu thủ nổi tiếng, được quan tâm nhất nhì làng bóng đá Việt, một là tiểu thư có gia thế siêu khủng nên đám cưới chắc chắn phải chuẩn bị nhiều thứ hơn hẳn các cặp đôi bình thường khác nên việc mệt mỏi là không thể tránh khỏi trước đó khi đến cửa hàng váy cưới để chọn mẫu và lấy số đo duy mạnh đã xuất hiện vô cùng mệt mỏi anh chàng mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn sắc mặt khá nhợt nhạt trái ngược với vẻ dạng dỡ của vợ thậm chí anh chàng còn không kịp cạo râu trước khi ra đường chưa bao giờ người hâm mộ chứng kiến anh chàng xuống sắc trầm trọng xuất hiện với vẻ bề ngoài kém bảnh bao như thế này Duy Mạnh và Quỳnh Anh quen nhau năm 2015 và chính thức yêu nhau một năm sau đó, ngày 1 tháng 1 năm 2019, nam cầu thủ cầu hôn bạn gái tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh và nhận được cái gật đầu đồng ý. Giữa tháng 1 năm 2020, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Xem thêm clip toàn cảnh lễ ăn hỏi Quỳnh Anh Duy Mạnh nguồn YouTube, bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé.